Tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương mùng 1 tháng 11 năm 1949, mùng 1 tháng 11 năm 2024. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương qua các thời kỳ. Trải qua 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương đã luôn luôn nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các thế hệ lãnh đạo và cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương các thời kỳ, trong đó có các đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Ung Văn Khiêm, Xuân Thủy đã tiếp nối nhau viết nên những trang sử vẻ vang của Ban Đối ngoại Trung ương, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại trong mỗi giai đoạn phát triển lịch sử của cách mạng Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong suốt 75 năm qua, đối ngoại Đảng gắn với công tác của Ban Đối ngoại Trung ương luôn đóng vai trò nòng cốt trong định hướng chiến lược, chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng ta, huy động mạnh mẽ có hiệu quả sức mạnh dân tộc, sức mạnh quốc tế, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân tiến bộ, những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, tạo nguồn lực to lớn, góp phần đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt mọi thác gành, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, Ban Đối ngoại Trung ương cần quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chiến lược, tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng trong toàn hệ thống chính trị, phát huy cao nhất mối quan hệ biện chứng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, đề cao vai trò định hướng dẫn dắt của đối ngoại Đảng vì mục tiêu cao nhất đó là đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Trong giai đoạn mới, đường lối đối ngoại trên cơ sở kiên định sự lãnh đạo của Đảng và chủ nghĩa xã hội, kiên định độc lập, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, đa phương hóa, đa dạng hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tận dụng thời cơ, đưa đất nước đi tắt đón đầu, tạo ra được những bước phát triển đột phá vượt bậc, góp phần hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước là nhiệm vụ vinh quang của đối ngoại Đảng trong thời gian tới. Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đối ngoại phải phát huy cao độ cái truyền thống vẻ vang, vươn lên những tầm cao mới để hoàn thành những trọng trách vinh quang mới, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, xã hội chủ nghĩa của chúng ta, cũng như là đóng góp tích cực vào cái hòa bình, ổn định, sự phát triển của thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, chuyên môn tốt, luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Với bề dày truyền thống 75 năm phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Ban Đối ngoại Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp xứng đáng và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. Khi dân cần, khi dân khó, có công an là phương châm của cán bộ chiến sĩ công an huyện biên giới Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng trong thực hiện nhiệm vụ bám sát địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời tham gia giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân tại xã Cô Bà. Buổi sáng nay em đi học, bình minh nắng thôn sao. Ngu trong lành gió mát mơn man đôi má đào. Cậu bé Nông Trung Hiếu và anh trai bỗng trở thành trẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ trong trận sạt lở tại huyện Nguyên Bình hồi cuối tháng 9 vừa qua. Động viên, chia sẻ cũng như hỗ trợ hết sức có thể, lực lượng công an xã Cô Ba đã kịp thời giúp đỡ Hiếu sớm ổn định tâm lý, quay lại trường học và còn giúp đỡ em và gia đình sớm ổn định cuộc sống. Tôi là chú ruột của hai cháu Thành với lại cháu Hiếu. Từ lúc bố mẹ nó chẳng may bị ở trên chuyến xe đấy thì cũng nhờ bên lực lượng chức năng, thì công an chức năng thì tôi mới biết được thông tin, xong thì tôi mới đi tìm xác
về cả tìm thấy xác rồi thì bên toàn bên công an, cơ quan công an thì hỗ trợ chia sẻ động viên với gia đình, thì nó cũng bớt đi một nỗi đau thì nào đấy. Không chỉ đối với những gia đình mất người thân, những hộ bị thiệt hại tài sản cũng được công an xã đề xuất Bộ Công an hỗ trợ xây nhà. Chỉ khi người dân an cư lạc nghiệp, lúc đó tình hình an ninh trật tự địa bàn cũng mới được ổn định. Chủ trương hỗ trợ cho nhân dân làm nhà của Bộ Công an là đúng đắn. Lực lượng công an xã là cũng tham gia trong quá trình ấy là rà soát xuống địa bàn, rà soát để hỗ trợ được đúng người đúng đối tượng. Và lực lượng công an xã cũng trực tiếp xuống hỗ trợ ngày công cho nhân dân, qua đó thì nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Làm tốt công tác dân vận, hiệu quả cao trong công tác công an, giữ vững địa bàn, được dân tin, dân yêu. Đó là những kết quả mà công an xã Cô Ba đang thực hiện. Bà con nhân dân rất là phấn khởi, ở chỗ là có lực lượng công an về địa bàn này, giữ gìn trong sạch. Nhân dân rất là tin tưởng và tin khâu ẩn đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cùng thôn xóm là xây dựng nông thôn mới, phát triển ngày càng giàu mạnh hơn. Đấy, rất là cảm ơn lực lượng công an xã. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa trên là minh chứng sinh động, trở thành động lực to lớn để mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã Cô Ba nói riêng, công an huyện Bảo Lộc nói chung, vững tâm vượt mọi khó khăn trong cuộc sống, công tác và chiến đấu, giữ gìn sự bình yên nơi vùng cao biên giới. Thưa quý vị, những ngày tháng 10 trên đất Bắc gặp nhau giữa mảnh đất xứ Thanh anh hùng, đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam, những ngày vừa qua là những ngày ý nghĩa. Gặp lại thầy cô, bạn bè, gặp lại những người đã cưu mang đùm bọc và gặp lại những ký ức của một thời không quên. Bến Hới, điểm dừng cuối cùng của dòng sông Mã trong hành trình ra biển lớn, đã chứng kiến cuộc gặp gỡ cảm động giữa người dân Thanh Hóa và đồng bào tập kết. Chính tại nơi thiêng liêng này, 70 năm sau, một công trình mang ý nghĩa biểu tượng đã được khánh thành. Dù mưa lớn, nhưng vô cùng xúc động với sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu là các thầy cô giáo và nhiều thế hệ học sinh miền Nam. Đây là một cái sự kiện rất là có ý nghĩa và nó mang nhiều cái trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với người dân, với đồng bào khi mà hình thành cái khu như thế này nhằm để giáo dục cho cái truyền thống con em ta và ghi nhận cái công lao của đồng bào và nhân dân cả nước. Trong đấy là có Thanh Hóa là cái nơi mà tiếp nhận đầu tiên, con tàu đầu tiên chở các bộ Trung Nam tập kết cho Bắc. Khánh thành cái tượng đài này thì cũng rất cảm ơn là sự đóng góp hỗ trợ của các cơ quan ban ngành trung ương, đặc biệt là ủy ban Thanh Hóa, từ anh bí thư đến chủ tịch và tất cả ban ngành của Sầm Sơn đã cùng xây dựng công trình này lên và giúp đỡ cái ban liên lạc học sinh miền Nam trung ương chúng tôi, thỏa cái lòng mong đợi và cũng đáp ứng được rất nhiều nhu cầu kỷ niệm và cái cuộc chuyển quân lịch sử của Đảng, Bác Hồ, để khẳng định được các cái mô hình đào tạo học sinh miền Nam trên đất Bắc rất thành công. Bức ảnh đã nhuốm màu thời gian, nhưng ở đó là trọn vẹn ký ức về một thời hoa lửa. Bạn bè ngày ấy, bà Ngọc vẫn nhớ như in từng cái tên, từng khuôn mặt, và đặc biệt là nghĩa tình của quê Thanh, nghĩa Bắc. Các cô ra là không có cha mẹ đi theo, lúc đấy còn có bé tí. Cha mẹ thì không có theo, cho nên là ra đây được đùm bọc chu đáo, cho nên các cô cũng thấy không có tủi thân, mà thấy là càng ngày càng thương đồng bào miền Bắc. Tụi cô cứ tâm nguyện là cứ là nhớ ơn đồng bào, nhờ thương nhớ đồng bào miền Nam, và tình cảm của đồng bào miền Bắc dành cho thì nghĩa là nỗ lực phấn đấu không ngừng để mà trưởng thành lên. Gặp lại các bạn thì nhiều khi cũng không nhớ mặt mà không nhớ tên, nhưng mà gặp nhau thì nói chuyện hầu như là chỉ ôm nhau, để rất là xúc động.
sau khi được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước như vậy, cho nên là chúng tôi cũng hết lòng học tập, phấn đấu để trở thành những người có ích cho xã hội. Mưa, lạnh, nhưng ở đây chỉ có những vòng tay, những ánh mắt, những nụ cười ấm áp yêu thương của quê Thanh, nghĩa Bắc, tỉnh Nam. Thưa quý vị, bão số 6 đi qua để lại thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho một số tỉnh miền Trung. Ít nhất đã có 4 người chết tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Quảng Nam. Ngoài ra còn có 3 người dân ở các địa phương khác của tỉnh Quảng Nam bị thương nặng khi chẳng chống nhà cửa phòng chống bão. Hàng nghìn căn nhà bị ngập úng, nhiều cây xanh ngã đổ, thiệt hại về hoa màu, thủy sản lên đến hàng tỷ đồng. Đặc biệt tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị bị tê liệt do nước lũ gây sói lở, hư hỏng nặng. Tính đến 17 giờ chiều nay ngày 28 tháng 10, các tỉnh miền Trung đã sơ tán hơn 8.000 hộ dân để tránh thiệt hại do bão số 6 và mưa lũ sau bão. Cụ thể, tỉnh Quảng Bình đã sơ tán 335 hộ với 926 người, tỉnh Quảng Trị sơ tán 937 hộ với 2.423 người, còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 2.469 hộ với 7.085 người đã di rời khỏi các vùng nguy hiểm do bão và vùng có nguy cơ sạt lở. Tương tự tại thành phố Đà Nẵng, 1.719 hộ với 6.171 người đã được sơ tán. Tỉnh Quảng Nam cũng đã sơ tán 4.243 hộ với 16.268 người và tỉnh Quảng Ngãi sơ tán 56 hộ với 276 người. Riêng tại tỉnh Quảng Nam, cho đến thời điểm này, các địa phương miền núi đã di rời 7 ngôi làng đến nơi ở tạm, ở sen ghép. Có thể qua mùa mưa, chính quyền địa phương mới xây dựng làng tái định cư mới. Riêng những khu vực có nhà kiên cố, địa phương đề xuất phương án san gạt những quả đồi hoặc kè chống sạt để đảm bảo an toàn cho người dân. Về tình hình ngập lụt, tỉnh Quảng Bình có 17.628 nhà dân bị ngập, 19 điểm trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị ngập. Các đơn vị quản lý giao thông đã bố trí rào chắn và phân luồng, cảnh báo 2 đầu để đảm bảo an toàn. Tại tỉnh Quảng Trị, các tuyến đường tỉnh 573A, 576C và 588A bị ngập từ 0,3 cho đến 1 mét gây ách tắc giao thông cục bộ. Sự cố đường sắt Bắc Nam tại khu vực Sa Lung, Tiên An cũng đang được khẩn trương xử lý, nỗ lực thông đường trước 15 giờ ngày mai 29 tháng 10. Thiệt hại nhà ở, ngoài hàng nghìn ngôi nhà bị ngập úng, đã có hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng. Ngành giao thông ở các tỉnh miền Trung cũng báo cáo 39 vị trí trên các tuyến đường bị sạt lở, trong đó Quảng Bình có 35 điểm và Quảng Trị là 4 điểm. Cũng chịu thiệt hại nặng nề do bão số 6 và mưa lũ gây ra, Quảng Bình là địa phương bị ngập úng ở trên diện rộng. Mưa lũ đã khiến cho nhiều tuyến đường giao thông tê liệt, chia cắt 58 thôn bản, 28.341 nhà dân ngập sâu trong nước lũ. Đặc biệt, huyện Lệ Thủy, mưa lớn kéo dài, nước lên rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, gần như toàn bộ các xã vùng giữa và một số xã vùng ven của huyện Lệ Thủy bị ngập sâu. Lực lượng công an đã và đang căng mình giúp dân chống lũ để đảm bảo an toàn. Ngã tư Cam Liên, điểm đầu đi vào trung tâm huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ngay từ chiều tối 27 tháng 10, đã được lực lượng công an Cam Thủy dựng một chốt chặn như thế này và túc trực 24/24 giờ để cảnh báo cho người dân những đoạn đường bị nước ngập sâu và điều tiết hướng dẫn giao thông để người dân đi lại, tránh những thiệt hại. Những trận mưa lớn từ đêm hôm qua đến nay đã làm 6 xã vùng giữa và một số xã vùng ven của tâm huyện Lệ Thủy bị ngập sâu trong nước lũ, với hơn 12.300 nhà bị ngập. Tuy nhiên trước đó, lực lượng công an xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, tài sản, sơ tán người đến nơi an toàn, tránh những thiệt hại không đáng có. Nhưng mà năm nay thì cũng là một trong những đợt lũ cũng rất lớn so với các năm vừa rồi, nên thì hầu hết bà con đã chủ động phòng ngừa, tức là các cái tài sản và đặc biệt là tính mạng con người, đã chủ động di dời các cái phương tiện, vật chất có giá trị của gia đình mình lên ở nơi cao. Là ngay trong tối hôm qua là chúng tôi đã thường trực 100% quân số và kịp thời đến các cái nhà dân ngập lụt sâu để là di dời, là có 3 hộ đến nhà văn hóa thôn nhằm đảm bảo là an toàn về tính mạng cho người dân và tiếp tục là động viên một số cái hộ dân là ngập lụt sâu là di chuyển, nhất là người già và trẻ em đến cái nơi tránh trú an toàn.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có gần 18.000 nhà bị ngập lũ, trong đó huyện Lệ Thủy có hơn 12.300 nhà, huyện Quảng Ninh có gần 5.000 nhà và thành phố Đồng Hới 400 nhà. Bên cạnh đó có 44 thôn bản bị chia cắt do nước lũ. Những ngày này, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã và đang triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó, qua đó kịp thời hỗ trợ cho người dân khi cần thiết. Rút kinh nghiệm của cái lũ năm 2020, nên năm 2024 lũ này thì bà con không có vấn đề chủ quan và cái công tác phòng chống bão là tương đối tốt. Kể từ hôm qua cho đến hôm nay về công tác chống bão thì với bà con thì chỉ có di dời một hộ dân và hai người thôi, còn lại bà con đã tự di dời từ trước khi lũ xảy ra. Công an huyện đã có cái kế hoạch để chủ động tiếp tục là các cái phương án, nhất là tại địa bàn các cái cơ sở, để đặc biệt là chỉ đạo anh em công an xã, công an các xã thị trấn để phối hợp với chính quyền là nắm bắt và xử lý ngay tại chỗ các cái tình huống. Nếu có các tình huống phức tạp thì sẽ huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ cho các cái cơ sở để xử lý tối đa nhất cái phương án đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trong cái mùa mưa lũ. Với phương châm 4 tại chỗ, lực lượng công an Quảng Bình đã và đang triển khai có hiệu quả các phương án phòng chống mưa lũ, triển khai lực lượng ứng trực 100% quân số, chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên tiếp xúc, thăm hỏi, động viên người dân tại những vùng ngập lụt để kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh nhằm hỗ trợ giúp đỡ nhân dân một cách nhanh chóng. Cùng với công tác phòng chống bão lũ, công an tỉnh Quảng Bình cũng đang tăng cường các công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng mưa bão để phạm tội. Tin an ninh trật tự, sát hại người đàn ông bằng chất độc cyanua rồi lao xe xuống vực trên đèo Bảo Lộc để phi tang, Trần Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, trú thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã bị cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn vào chiều nay. Trước đó vào chiều ngày 21 tháng 10, Trang đã điều khiển ô tô lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc, đoạn qua địa phận xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện một người đàn ông 39 tuổi, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong, còn Trang bị thương nhẹ nên đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu thập các tài liệu chứng cứ và xác định nạn nhân đã tử vong trước khi ô tô lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc, nên tiến hành làm việc với Trần Nguyễn Thu Trang. Tại cơ quan công an, Trang khai nhận vào chiều ngày 20 tháng 10, Trang đã dùng chất độc cyanua để đầu độc người đàn ông này trong quá trình cả hai di chuyển từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Đến sáng ngày hôm sau, Trang chở thi thể nạn nhân đến khu vực đèo Bảo Lộc để phi tang. Đến 12 giờ cùng ngày, Trang điều khiển ô tô lao xuống vực. Vụ việc sau đó được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp với số tiền hàng trăm triệu đồng, Hoàng Công Trình, sinh năm 1986, là phóng viên thử việc tại tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế Xanh, có địa chỉ tại thành phố Hà Nội, đã bị Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự. Thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản cùng với Trình còn có Đặng Hữu Biểu, trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Công an huyện Đô Lương xác định từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10, Hoàng Công Trình và Đặng Hữu Biểu tự giới thiệu là nhà báo của tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế Xanh có địa chỉ tại thành phố Hà Nội, thường di chuyển bằng ô tô tải màu xanh đến các công ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương. Quá trình làm việc, các đối tượng không xuất trình thẻ nhà báo mà chủ động quay tư liệu về hoạt động của công ty doanh nghiệp, sau đó biên soạn tin bài có nội dung phản ánh sai phạm để gửi đến phía công ty doanh nghiệp với mục đích đe dọa, yêu cầu đưa tiền để được bỏ qua. Xét thấy hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, Công an huyện Đô Lương tập trung xác minh. Qua đó xác định Hoàng Công Trình là phóng viên thử việc tại tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế Xanh, còn Đặng Hữu Biểu không phải là phóng viên báo chí. Hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang nhận 25 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng. Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Muhammad Kuba, sinh năm 1983, quê ở tỉnh Đồng Nai, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó vào khoảng 1 giờ sáng ngày 9 tháng 10, đối tượng Muhammad Kuba điều khiển xe ô tô đến trước một cửa hàng kinh doanh bạc trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tại đây quan sát thấy không có người nên đối tượng đã cậy cửa đột nhập vào bên trong cửa hàng, trộm được hơn 10 kg bạc trang sức thành phẩm có tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng, sau đó bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai. Tiến hành điều tra truy xét, lực lượng công an thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định và bắt được đối tượng Muhammad Kuba, đồng thời thu hồi được toàn bộ tang vật của vụ án. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi trộm tài sản, đối tượng đã đem bán 3,3 kg bạc được 72 triệu đồng.